Trâm xin kính chào quý vị khán thính giả đang đến với thời lượng của chương trình Thời sự 365, chương trình tổng hợp những tin tức an ninh an toàn đáng chú ý trong nước và quốc tế. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những nội dung có trong bản tin ngày hôm nay. Mệnh lệnh thép, chính phủ yêu cầu tăng tốc tiêm vaccine trước sự lây lan F0 ở nhiều địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh tái kích hoạt hệ thống điều trị COVID-19. Ngăn mua bán trái phép thuốc điều trị COVID-19. Đà Nẵng dừng hết chốt kiểm dịch ở cửa ngõ ra vào thành phố. Mệnh lệnh thép, chính phủ yêu cầu tăng tốc tiêm vaccine trước sự lây lan F0 ở nhiều địa phương. Thưa quý vị, trong công điện của Thủ tướng nêu rõ, dù đã đủ vaccine nhưng vẫn còn một số lượng đáng kể người già, người có bệnh nền chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19, có nguy cơ tử vong cao nếu nhiễm bệnh. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tiêm vaccine cho toàn bộ người dân trong độ tuổi được chỉ định. Trong đó đặc biệt lưu ý những người cao tuổi, người có bệnh nền, chỉ đạo các bệnh viện phối hợp với hệ thống y tế dự phòng để tiêm an toàn, nhanh nhất, triển khai khẩn trương việc tiêm mũi bổ sung tăng cường. Nhiều địa phương tăng tốc tiêm vaccine để ngăn chặn các ổ dịch bùng phát trong cộng đồng khi số lượng ca nhiễm mới vẫn có xu hướng tăng cao. Theo công bố của Bộ Y tế, trong 7 ngày qua, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước dao động khoảng 13.649 ca trên ngày. Đây là số lượng khá cao, tương đương giai đoạn đỉnh điểm của cả nước trong đợt bùng phát hồi cuối tháng 8, đầu tháng 9. Đặc biệt, nhiều địa phương vẫn tích cực nâng cao mức kiểm soát dịch, ngăn chặn các ổ dịch bùng phát trong cộng đồng. Ngày 3 tháng 12, Tây Ninh ghi nhận 778 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp địa phương này có trên 700 ca bệnh trên một ngày. Đáng chú ý, số ca nhiễm đều được phát hiện qua test sàng lọc. Điều này cho thấy mức độ lây nhiễm nCoV trong cộng đồng tại Tây Ninh vẫn còn khá cao. Trước sức ép lớn về số lượng F0 mới nhiễm ở Tây Ninh mới đây, 50 cán bộ nhân viên y tế Hải Phòng đã tình nguyện vào chi viện địa phương này. Ngoài ra, Bộ Y tế, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, ngành y tế các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh đã cử cán bộ, chuyên gia y tế đến hỗ trợ Tây Ninh. Tình hình dịch ở Hà Nội trong khoảng một tuần qua đang nóng dần với số lượng F0 cộng đồng liên tục tăng cao. Ngày 3 tháng 12, Hà Nội thông báo 542 ca dương tính mới, trong đó F0 cộng đồng là 161 người. Theo Sở Y tế Hà Nội, thành phố vẫn đang nỗ lực giám sát người về từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Địa phương này vẫn giữ phương án truy vết người tiếp xúc gần và cách ly tập trung. Các F0 được chuyển điều trị tại cơ sở y tế. Tuy nhiên, ổ dịch mới bùng phát ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương khiến nhiều người lo ngại. Khi F0 được phát hiện, đa số là sản phụ đang điều trị bệnh lý nền, có nguy cơ cao chuyển biến nặng. Theo đánh giá của ngành y tế tỉnh Sóc Trăng, hiện nay, diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh còn phức tạp. Trong 7 ngày gần đây, trung bình mỗi ngày, tỉnh này có khoảng trên 700 ca dương tính với SARS-CoV-2. Số ca nhiễm tăng rất nhanh từ đầu tháng 11 đến nay, đáng lo ngại. Số ca nhiễm được phát hiện qua sàng lọc cộng đồng rất cao. Ngoài ra, số lượng F1 qua truy vết cũng rất cao, gây ra áp lực lớn cho các địa phương. Ủy ban nhân dân Hà Nội dự báo số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng nhanh khi hoạt động kinh tế xã hội, giao thương di chuyển của người dân từ các địa phương trên cả nước về thành phố trong những tháng cuối năm tăng cao. Theo đánh giá của Sở Y tế Hà Nội, hiện số lượng bệnh nhân F0 nặng nguy kịch tại thành phố này chiếm tỷ lệ không nhiều, khoảng 0,8%, nhưng việc tăng nhanh số ca nhiễm mới cũng là áp lực lớn cho các cơ sở y tế. Do đó, Hà Nội cần triển khai ngay những biện pháp cấp bách thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Tối ngày 3 tháng 12, Hà Nội đã công bố hướng dẫn cách ly, quản lý khám và điều trị F0 tại nhà. Tuy nhiên, các điều kiện đi kèm để F0 được cách ly tại nhà còn khá nghiêm ngặt. Cần Thơ cũng đang chịu sức ép rất lớn từ số lượng F0 mới ngày càng cao. Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố Cần Thơ, trong ngày 3 tháng 12, thành phố ghi nhận 1.153 ca nhiễm, chủ yếu là người đang cách ly tại nhà và sàng lọc ở cơ sở y tế. Toàn thành phố có đến 23.603 người đang cách ly tại nhà, trong đó 11.828 F0. Trong hệ thống điều trị của ngành y tế Cần Thơ, tầng 2 là những cơ sở điều trị F0 không đủ điều kiện cách ly tại nhà hoặc có diễn biến vượt chuyên môn của y tế địa phương. Công suất tầng 2 là 2.750 giường. Số F0 đang điều trị tăng 2.493 bệnh nhân. Đáng chú ý, tầng 3 chuyên điều trị F0 mức độ nặng nguy kịch, bệnh nhân có bệnh lý nền theo chuyên khoa, bệnh lý cần cấp cứu với công suất 350 giường. Tầng 3 của hệ thống y tế ở Cần Thơ đang kín giường với 350 ca nặng điều trị. Tại buổi làm việc với Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn ngày 1 tháng 12, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh cho biết, dù đang triển khai điều trị F0 tại nhà, lực lượng tại trạm y tế phường rất mỏng. Monopiravir đã được Bộ Y tế cấp cho địa phương, nhưng số F0 sử dụng thuốc kháng virus này chưa nhiều. Trong những ngày qua, lượng ca mắc mới tăng nhiều, số bệnh nhân cần cấp cứu có xu hướng tăng. Do đó, Cần Thơ cần Bộ Y tế hỗ trợ trong điều trị bệnh nhân COVID-19, đặc biệt là F0 nặng.
báo cáo về công tác phòng chống dịch trên địa bàn trong buổi làm việc với Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long ngày 3 tháng 12. Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trung bình trong một tuần trở lại đây, số ca mắc mới mỗi ngày khoảng từ 100 đến 120. Lãnh đạo ngành y tế nhận định diễn biến dịch trên địa bàn còn phức tạp, nhiều địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao, trong khi tỷ lệ tiêm vaccine tại địa phương này còn thấp. 87% số dương tính được thống kê là chưa tiêm vaccine. Các trường hợp tử vong cũng đều chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong bản tin của Bộ Y tế, Đồng Tháp liên tiếp thuộc danh sách 5 tỉnh thành ghi nhận ca F0 nhiều nhất trong ngày. Tại cuộc họp ngày 3 tháng 12, Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cho rằng tình hình dịch bệnh của tỉnh vẫn chưa hạ nhiệt, số ca nhiễm chưa giảm. Do đó, ông chỉ đạo các địa phương tăng cường theo dõi tình hình dịch bệnh trên địa bàn, tập trung trong việc xác định nguồn lây bệnh để chủ động hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tính đến ngày 3 tháng 12, Đồng Tháp đã tiêm được 2.150.147 liều vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên. Tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt 73,94% dân số tỉnh. Tỉnh Bình Định cũng sẵn sàng hệ thống điều trị trong tình huống số ca nhiễm vẫn tiếp tục tăng cao. Địa phương này đang chủ động mở rộng các cơ sở điều trị và đảm bảo nhân sự, sẵn sàng trạm y tế lưu động. Ngày 3 tháng 12, Bình Định có 204 ca nhiễm mới. Ngày 2 tháng 12 có 169 ca. Ngày 1 tháng 12 là 234 ca. Và ngày 30 tháng 11 có 186 ca. Số ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh từ cuối tháng 11 đến nay cũng có chiều hướng tăng nhẹ so với thời điểm cuối tháng 10. Theo lý giải của ngành y tế thành phố, lượng F0 tử vong chủ yếu là người cao tuổi, có bệnh nền và chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. Bên cạnh đó, thời gian này, thành phố Hồ Chí Minh cũng tích cực tiếp nhận F0 nặng được chuyển lên từ các địa phương. Số lượng ca tử vong cũng chiếm tỷ lệ cao trong tổng số ca tử vong tại thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện chiến dịch bảo vệ người cao tuổi trước nguy cơ lây nhiễm COVID-19, hướng đến mục tiêu giảm mắc và nguy cơ tử vong ở nhóm trường hợp này. Trong chiến dịch này, thành phố tập trung lập danh sách và chăm sóc người có bệnh nền, người cần chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên. Những trường hợp này được rà soát để tiêm đủ liều vaccine cơ bản và ưu tiên mũi 3 sau 6 tháng. Hà Nội cũng tăng tốc tiêm vaccine cho nhóm người từ 50 tuổi trở lên. Đến nay, thành phố này đã tiêm cho được 82,33% người dân trong nhóm tuổi này. Sở Y tế Hà Nội nhận định trong những tháng mùa đông xuân cuối năm 2021 và đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố có khả năng bùng phát do sự xuất hiện của biến chủng mới virus SARS-CoV-2 Delta Omicron. Trong văn bản ngày 3 tháng 12, Sở Y tế Hà Nội tiếp tục yêu cầu các đơn vị y tế đẩy mạnh giám sát, phát hiện sớm ca bệnh và xử lý triệt để ổ dịch. Mới đây, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thông báo tất cả người dân từ 12 tuổi trở lên tại tỉnh này khẩn trương liên hệ ngay trạm y tế xã, phường, thị trấn gần nhất đăng ký để được tiêm vaccine nếu chưa được tiêm hoặc đủ thời gian tiêm 2 mũi. Theo kế hoạch, Sóc Trăng sẽ kết thúc việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho những người từ 12 tuổi trở lên vào ngày 15 tháng 12. Sau đó, địa phương này sẽ áp đặt một số lệnh hạn chế với trường hợp trong độ tuổi nêu trên chưa tiêm vaccine. Đắk Lắk nhiều ngày qua ghi nhận ca nhiễm tăng cao, song tỷ lệ tiêm đủ 2 liều vaccine ở người dân trên 18 tuổi còn khá thấp. Hiện tỷ lệ tiêm mũi 1 của tỉnh này đã đạt trên 95%, nhưng mũi 2 mới khoảng 54%. Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo Bộ Y tế và tỉnh Đắk Lắk, Bộ trưởng Bộ Y tế lưu ý địa phương này cần tăng cường lực lượng đến từng ngõ, gõ từng nhà để tiêm vaccine cho người dân, đặc biệt là nhóm nguy cơ cao, ưu tiên người trên 50 tuổi. Ngoài ra, ngành y tế tỉnh này cũng tăng cường tiêm vaccine phòng bệnh khác như bạch hầu để tránh tình trạng dịch chồng dịch. Thành phố Hồ Chí Minh tái kích hoạt hệ thống điều trị COVID-19. Thưa quý vị, trước tình hình dịch COVID-19 lan nhanh và diễn biến phức tạp, Thành phố Hồ Chí Minh chủ động thực hiện nhiều biện pháp phòng chống và ngăn chặn biến chủng mới xâm nhập. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, dịch COVID-19 đang gia tăng trở lại trong hơn tháng qua. Tuần trước, thành phố có 50% ở vùng xanh, còn lại là vùng vàng. Tính đến ngày 3 tháng 12, toàn thành phố vẫn đang ở cấp độ nguy cơ trung bình. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh đang gia tăng và vùng vàng đã lấn át, chiếm tới 64% toàn địa bàn. Vùng xanh đang bị thu hẹp chỉ còn 36%. Ở cấp độ phường, xã có 5 địa phương đang nằm trong nhóm nguy cơ cao vùng cam. Tuần qua trung bình mỗi ngày, thành phố có khoảng 1.500 đến 1.800 ca mắc COVID-19. Số ca bệnh phải nhập viện điều trị cao hơn số ca xuất viện. Số ca nặng tử vong vẫn có xu hướng tăng. Đặc biệt tập trung ở nhóm có bệnh nền, người bệnh trên 50 tuổi. Sau hơn một tháng giảm sâu, ngày 2 tháng 12, các bệnh viện ghi nhận 80 trường hợp tử vong. Thành phố hiện có gần 86.000 bệnh nhân đang được cách ly điều trị. Trong đó có 63.364 F0 cách ly điều trị tại nhà. Số ca bệnh nặng đang điều trị tại các bệnh viện cần hỗ trợ hô hấp lên tới hơn 3.000. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến 3 tầng số 16, cho phóng viên Tiền Phong biết,
Số ca bệnh nặng đang có xu hướng gia tăng những tuần gần đây. Bệnh viện đang có trên 180 trường hợp trong nhóm bệnh nặng, nguy kịch, cần hồi sức điều trị liên tục với sự hỗ trợ của những thiết bị chuyên sâu. Ông Hải nói, chúng tôi đang chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực và vật tư y tế cho tình huống có thể phải tiếp nhận điều trị cho nhiều bệnh nhân hơn trong thời gian tới. Tình hình tương tự cũng diễn ra tại Bệnh viện Nhân dân 115. Bác sĩ Trần Văn Sóng, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết, 150 giường điều trị COVID-19 tại bệnh viện đã kín chỗ, đa số là bệnh nhân chưa trích ngừa vaccine, một số trường hợp ở tỉnh chuyển đến, để chuẩn bị cho giai đoạn thích ứng điều trị bệnh nhân COVID-19 trong tình hình mới. Theo chỉ đạo của Sở Y tế, bệnh viện đang chủ động triển khai các phương án mở rộng quy mô điều trị và tiếp quản Bệnh viện Dã chiến số 14 được chuyển giao từ Bệnh viện Trung ương Huế trong tháng 12. Ủy ban nhân dân TP.HCM đã đề xuất Bộ Quốc phòng tiếp tục duy trì lực lượng hỗ trợ cho 85 trạm y tế lưu động ở thành phố. Ngày 3 tháng 12, Sở Y tế TP.HCM ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tăng cường bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người thuộc nhóm nguy cơ nhằm giảm ca mắc và giảm tử vong do COVID-19. Các địa phương sẽ rà soát và lập danh sách những người có bệnh nền, người cần chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, tổ chức xét nghiệm để phát hiện sớm ca bệnh, cách ly, điều trị theo quy định. Với những người chưa được trích vaccine hoặc trích chưa đủ 2 liều cơ bản sẽ được tiêm vét. Người thuộc nhóm nguy cơ đã tiêm đủ liều cơ bản trước đó ít nhất 6 tháng sẽ được trích mũi nhắc lại. Sở Y tế cũng yêu cầu tất cả các bệnh viện cấu trúc lại hệ thống cấp cứu, thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19, khuyến khích các bệnh viện mở khoa điều trị COVID-19, thiết lập đơn vị hồi sức trực thuộc khoa hồi sức tích cực chống độc và khoa hồi sức dành riêng cho bệnh nhân COVID-19 để sẵn sàng tiếp nhận điều trị bệnh nhân trong nhóm nặng và nguy kịch. Ngăn mua bán trái phép thuốc điều trị COVID-19. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 12, kiểm tra công tác kiểm soát dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế xã hội ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu yêu cầu không để xảy ra tình trạng F0 không sử dụng mà đem túi thuốc điều trị COVID-19 được phát để bán ra ngoài. Theo bà Tô Thị Bích Châu, chính quyền và ngành y tế các địa phương cần có cơ chế kiểm tra, giám sát và phải xem xét kỹ từng biểu hiện bệnh cụ thể để cung cấp thuốc phù hợp. Trường hợp cần thiết có thể sử dụng phương pháp thủ công là kiểm tra vỉ thuốc sau khi F0 sử dụng. Điều đó nằm trong quy định vận hành của các trạm y tế và ngay cả bệnh viện. Ngoài ra, địa phương cần đặc biệt lưu ý tình trạng F0 tự ý rời khỏi nơi ở bằng cách nâng cao vai trò giám sát của tổ COVID-19 cộng đồng trong việc quản lý các gia đình có bệnh nhân COVID-19 đang cách ly, điều trị tại nhà. Bên cạnh đó, địa phương phải thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở chủ nhà trọ và người ở trọ về công tác phòng chống dịch, hạn chế tối đa tình trạng không khai báo đúng số người ở trọ. Bà Châu đề nghị lãnh đạo quận thường xuyên kiểm tra đột xuất hoạt động của các trạm y tế, nhất là kiểm tra đường dây nóng của các đầu mối tiếp nhận thông tin F0 gọi đến, cũng như phản ánh của người dân. Giữ mối liên hệ với lực lượng y tế tư nhân trên địa bàn để mời gọi chung tay cùng địa phương chống dịch, chăm sóc sức khỏe người dân. Trước đó, kiểm tra công tác phòng chống dịch và khôi phục kinh tế tại huyện Nhà Bè, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu cũng lưu ý huyện Nhà Bè phải quản lý chặt chẽ việc cung cấp túi thuốc dành cho F0 điều trị tại nhà, đặc biệt là túi thuốc C, đảm bảo thuốc được người bệnh sử dụng hiệu quả. Mới đây, Sở Y tế TP.HCM có văn bản yêu cầu Trung tâm Y tế, Phòng Y tế các quận huyện, thành phố Thủ Đức và các cơ sở bán buôn, cơ sở bán lẻ thuốc chấn chỉnh hoạt động cấp phát, kinh doanh thuốc điều trị COVID-19. Theo Sở Y tế TP.HCM, hiện nay thuốc điều trị COVID-19 tại nhà gồm 3 gói, gói thuốc A, thuốc hạ sốt và thuốc nâng cao thể trạng, gói thuốc B, thuốc kháng viêm và thuốc chống đông chỉ sử dụng trong tình huống đặc biệt, gói thuốc C, thuốc kháng virus. Các thuốc kháng virus như Monopiravir, Favipiravir chưa được Bộ Y tế cấp giấy phép lưu hành sản phẩm. Monopiravir đang được sử dụng theo chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát trường hợp mắc COVID-19 của Bộ Y tế, tuân thủ chỉ định và cấp phát theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. F0 có triệu chứng nhẹ và ký cam kết sử dụng. Tuy nhiên, lợi dụng tâm lý lo lắng và nhu cầu dự trữ thuốc điều trị của người bệnh COVID-19, hiện nay các thuốc kháng virus không có nguồn gốc xuất xứ đang được chào bán trên mạng với giá cao. Theo Sở Y tế TP.HCM, việc kinh doanh trái phép các thuốc chưa được cấp phép lưu hành có thể dẫn đến các nguy cơ về sức khỏe như bệnh trở nặng hoặc biến chứng do dùng thuốc giả, dùng thuốc không đúng chỉ định, dùng thuốc cho các đối tượng chống chỉ định hoặc không theo dõi tác dụng phụ. Do đó, các quận huyện, thành phố Thủ Đức cần hướng dẫn, tập huấn cho các trạm y tế lưu động khám bệnh, chỉ định cấp phát thuốc và tư vấn sử dụng thuốc cho người bệnh COVID-19 điều trị tại nhà, đồng thời quản lý, kiểm soát việc sử dụng thuốc của người bệnh, tránh thất thoát thuốc kháng virus được cấp phát ra ngoài thị trường. Đà Nẵng dừng hết chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ ra vào thành phố.
Thưa quý vị, sáng ngày 4 tháng 12, Đại tá Trần Đình Trung, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết thông tin trên. 5 chốt kiểm soát duy trì chốt gồm 11 ở ga đường sắt Đà Nẵng, chốt 12 ở bến xe trung tâm thành phố, chốt 13 ở cảng Đà Nẵng, chốt 14 ở âu thuyền cảng cá Thọ Quang, chốt 15 ở ga nội địa cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Trong những ngày qua, số ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng có xu hướng tăng nhanh, chạm mốc 100 ca mắc mới mỗi ngày. Địa phương này cũng sẵn sàng các biện pháp thích ứng và lên kế hoạch điều trị F0 tại nhà, dự kiến từ tháng sau. Tối ngày 3 tháng 12, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cũng đã ban hành công văn liên quan đến việc tăng cường thực hiện biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19. Trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục phát huy sức mạnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân trong công tác phòng chống dịch, củng cố phát huy vai trò của các tổ COVID-19 cộng đồng trong việc giám sát các trường hợp về từ địa phương khác, các trường hợp cách ly y tế, chữa trị tại nhà. Công văn yêu cầu thực hiện tốt 3 trụ cột trong công tác phòng chống dịch, gồm cách ly nhanh nhất, hẹp nhất, nghiêm ngặt nhất có thể. Có mục tiêu và lộ trình để có giải pháp phù hợp, hiệu quả, sớm kết thúc cách ly, phong tỏa, xét nghiệm thần tốc, nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch, đảm bảo khoa học, hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm. Đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên và việc trả mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1. Rà soát vận động các đối tượng chưa tiêm trên địa bàn thành phố đăng ký tiêm vaccine và xây dựng kế hoạch sẵn sàng tiêm mũi 3 khi Trung ương chỉ đạo thực hiện. Lào Cai đang truy vết xác định nguồn lây nhiễm SARS-CoV-2. Thưa quý vị, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống COVID-19 tỉnh Lào Cai cho biết, tính đến 11 giờ ngày 4 tháng 12, Lào Cai ghi nhận thêm 10 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng là học sinh trên địa bàn thành phố Lào Cai, chưa rõ nguồn lây. Hiện các trường hợp này đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. 10 học sinh này đều có địa chỉ thường trú tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, là học sinh trường trung học cơ sở Kim Tân, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai. Ngày 4 tháng 12, các em được xét nghiệm bằng phương pháp real-time RT-PCR và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả học sinh này đều chưa đủ tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19. Hiện các cơ quan chuyên môn đang truy vết xác định nguồn lây, xử lý phun tiêu độc khử trùng tại các địa điểm có liên quan đến ca bệnh. Lào Cai nhận định thời gian tới có thể xuất hiện thêm các ca bệnh do tình hình dịch còn đang diễn biến phức tạp. Liên quan đến chùm ca bệnh gồm 11 trường hợp F0 là các giáo viên và học sinh trên địa bàn huyện Mường Khương, Lào Cai đã truy vết được 472 trường hợp F1, 5.021 trường hợp F2, lấy mẫu 458 trường hợp và đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra các trường hợp liên quan. Tính đến 11 giờ ngày 4 tháng 12, Lào Cai ghi nhận tổng số 202 bệnh nhân COVID-19 và 10 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 chưa được cấp mã bệnh nhân. Trong đó, 155 bệnh nhân đã điều trị khỏi và ra viện. Hiện còn 47 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại địa phương. Lây lan chóng mặt, Omicron nguy cơ sớm áp đảo Delta. Thưa quý vị, nhà khoa học thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Shumya Chawamdithan tin rằng Omicron có nguy cơ trở thành chủng SARS-CoV-2 áp đảo trong thời gian tới. Dữ liệu về dịch từ Nam Phi cho thấy ca bệnh nước này tăng gấp đôi mỗi ngày và trong tháng 11, 73% được giải trình tự gen cho ra kết quả là biến chủng Omicron. Tulio de Oliveira, giáo sư về y tế công cộng ở Nam Phi nhận định Omicron có lẽ là biến chủng lây lan nhanh nhất mà Nam Phi từng đối mặt. Theo Sputnik, số ca bệnh ở Nam Phi tăng nhanh dường như cho thấy Omicron là biến chủng dễ lây lan. Delta hiện là chủng áp đảo trên thế giới. Giới khoa học quan ngại Omicron sẽ có nguy cơ xoán vị trí này vào năm 2022. Mặc dù vậy, dù dữ liệu cho thấy Omicron dễ lây lan hơn, nhưng nhiều ca bệnh mắc chủng này có triệu chứng ít nghiêm trọng hơn hoặc không có triệu chứng. WHO cho biết chưa có bất cứ ca tử vong nào vì Omicron được ghi nhận, nhưng vẫn chưa có đủ dữ liệu để kết luận rằng chủng này chỉ gây ra triệu chứng nhẹ. Ngoài ra, các nhà khoa học ở Nam Phi công bố nghiên cứu cho thấy Omicron có khả năng gây tái nhiễm cao gấp khoảng 3 lần các chủng khác. Nghiên cứu sâu hơn là cần thiết để xác định xem Omicron có dễ lây lan và gây chết người hay kháng vaccine nhiều hơn chủng khác hay không. Tuy nhiên, các dấu hiệu ban đầu cho thấy nó dường như có khả năng lây nhiễm cao hơn và có nguy cơ tránh được miễn dịch tự nhiên. WHO hiện chưa xác định được rằng liệu Omicron có khiến thế giới cần vaccine mới hay các mũi tăng cường hay không. Chỉ có khoảng 30% dân số Nam Phi đã tiêm chủng đầy đủ và điều này khiến các nhà nghiên cứu khoa học khó xác định được mức độ bảo vệ của vaccine với chủng mới.